lightly. Cảm hứng từ những bông hoa xinh đẹp tượng trưng cho phái nữ với sự dịu dàng và nữ tính, thì ngày hôm nay Melia sẽ gửi tới mọi người một thiết kế trong bộ sưu tập mới nhất. Và thiết kế lần này của chúng ta thì ngay trong vòng 3 giây đầu tiên các quý cô có thể nhìn thấy là họa tiết hoa nổi hẳn lên trên bề mặt vải như thế này, đúng không ạ? Rất là đẹp mắt, và kèm theo đó là một tông màu xanh dịu dàng và thanh lịch, khiến cho làn da của chúng ta không chỉ được nâng tông đâu mà còn giúp cho các quý cô có một vẻ ngoài vô cùng sang trọng nữa, phải không ạ? Chất liệu chủ đạo của thiết kế lần này sẽ là chất liệu gấm vân cao cấp mọi người nhé. Đó, vừa rồi thì Lan Anh cũng giới thiệu rồi là nhìn gần mọi người sẽ nhìn thấy những bông hoa này nổi lên trên bề mặt vải như thế này, rất là đẹp mắt. Và đặc biệt thì chất liệu gấm luôn là một chất liệu xa xỉ mà khiến cho các quý cô trở nên đẳng cấp và thời thượng hơn đấy ạ. Điểm nhấn đắt giá nhất trong thiết kế này đó chính là một kết cấu nơ ở phía bên vai trái của chúng ta, với một chiếc nơ bản to rất là dịu dàng nữ tính và còn giúp cho phần bờ vai của chúng ta trở nên thon thả hơn nữa đấy ạ. Kết hợp với đó sẽ là một phần tay bồng này. Dáng tay bồng thì luôn luôn là một dáng tay chân ái rồi, để giúp cho các quý cô có thể tự tin hơn nếu như chúng ta đang có khuyết điểm ở vùng vai chưa thon gọn, đúng không ạ? Và đặc biệt là với dáng đầm xuông sẽ là một dáng đầm mà luôn khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái và tự tin trong cả một ngày dài. Những bước đi của chúng ta không hề bị gò bó này và có thể che giấu được mọi khuyết điểm phần thân dưới nếu như mọi người chưa ưng ý. Vậy thì nhìn về tổng thể, đây quả thực là một thiết kế quá là đẹp rồi và sẽ giúp cho các quý cô của chúng ta, đặc biệt là các quý cô văn phòng, luôn cảm thấy tự tin và thoải mái.